khi con làm phước, ví dụ như dâng thực phẩm, mà con thấy thực phẩm của nơi đó đã nhiều rồi, vì không muốn bị dư thừa lãng phí nên con không dâng nữa, vậy con có bị tổn phước hay thiếu phước không? Một trong những cái cách để mà mình dâng thực phẩm á, là mình xem coi là cái chỗ đó đó họ cần cái gì. Chứ sư nói thiệt là nếu như á, mà sư gọi là kêu gọi, nếu thì kêu gọi mà hùng phước cho thiền sinh mà ăn uống á, thì chắc có lẽ là sư cũng sẽ mở ngoặc, đóng ngoặc hai lần, cái gì mà thậm chí là ba lần, để cho mọi người thấy cái gì mà nó quan trọng mình phải nhấn mạnh, là không nhận mì gói. Nhiều người họ làm phước, thấy đạo làm phước, đến các cái đạo tràng tu tập họ làm phước mì gói nhiều lắm, chở cả xe, mà trong khi đó nghĩ sao mà thiền sinh mà cho thiền sinh ăn mì gói. Lâu lâu thì cho ăn để đổi khẩu vị cho biết khổ chơi thì còn được, chứ còn mà nguyên cả cái khóa tu mà chơi toàn một cái xe mì gói không thôi là chết. Cho nên khi mà làm phước thì mình xem coi là thiếu cái gì. Mỗi khóa tu thì có rất nhiều cái để mà chi, chứ không riêng gì cái chuyện mà ăn uống. Ăn uống chỉ là một phần thôi, còn nhiều cái chi cho những cái việc khác. Cho nên đó là mình thấy cái phần này nó đã đủ rồi thì mình kiếm cái phần khác, chứ đâu có vấn đề gì. Như trường hợp bà Quý Sa Kha đó, khi bà cúng dường cái chùa Đông Phương Tự đến Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo tăng đó, thì bà làm nó rất là đẹp, rất là hoành tráng. Thì có một bà bạn đó, bà xin hùng phước mà bằng một cái tấm vải rất là quý nha, tấm vải cực kỳ quý, hình như là giá trị cả ngàn đồng tiền vàng á, quý lắm. Thì bà mới hỏi bà Quý Sa Kha, bây giờ tôi làm phước cái tấm vải này, thì bà Quý Sa Kha bà mới nói là được thôi, thì bây giờ bạn cứ kiếm cái chỗ nào mà để được thì bạn cứ để. Thì bà đi bà kiếm, nhưng mà xin thưa là không có chỗ nào để mà bà để hết trơn á. Thì bà buồn quá, bà mới khóc. Tại sao? Tại vì xin thưa, có đôi khi là cái rèm mà che cửa nó còn mắc hơn cái tấm vải của bà đó. Rồi cái thảm lót ở trên chánh điện nó còn mắc hơn cái tấm vải của bà. Thì giờ cái vải của bà không biết để ở đâu. Thì bà mới khóc. Thì ngài Ananda ngài hỏi, thì bà mới nói, thì ngài Ananda ngài nói là thôi bây giờ thiếu cái dẻo chùi chân, cái chỗ cầu thang đi lên đi xuống á, chưa tăng rửa chân xong thì nó đang thiếu cái miếng dẻo chùi chân á, thì thôi bà để đó đi rồi chưa tăng chùi chân. Thì bà để đó và bà rất là hoan hỷ. Sư nói thì quý vị có khi là nghĩ là chư tăng là chơi sang, mà thực tế là đôi khi là cái món quà đó nó cái giá trị đó nó thấp hơn so với tổng thể. Như là chúng ta có một vị ông trưởng giả vào thời Đức Phật, có hai ông trưởng giả, một ông giàu, một ông giàu hơn. Thì cái ông giàu á, ổng mới thấy là mình giàu quá rồi, không biết có ai giàu hơn mình không, thì mới đưa một cái tấm vải hình như trị giá là 100.000 đồng tiền vàng á, thì đưa cho cái người làm và kêu cái người làm này á là hãy đi tìm cái nhà nào mà giàu như ta hoặc là hơn ta. Thì đưa đi và cái tấm vải này á, coi như là quà tặng, coi như quà tặng làm quen.
Thì ông này ông mới đi và gặp một cái nhà giàu khác, nhìn nó còn hoành tráng hơn nữa. Thì khi mà thấy một cái người phụ nữ ở đằng trước á, thì ông này ông mới xuống ông chào, giống như là chào chủ nhà. Thì cái cô này cũng nói: dạ không, cái này tôi chỉ là nô tỳ thôi, tôi đâu phải chủ nhà. Mà vàng đeo đỏ đầy người, nói tôi chỉ là nô tỳ thôi. Thì mới vô xin gặp ông chủ nhà đó. Sau khi vô xin gặp rồi thì đem cái miếng vải tặng, miếng vải trị giá là 100.000 đồng tiền vàng. Thì ông chủ nhà nhận, hình như ông chủ nhà tên là Ram, ông trưởng giả Ram thì phải. Thì ông mới nhận, sau đó ông cho lại cái người nữ tỳ. Thì người nữ tỳ á mới khóc. Quý vị nghĩ là chắc cảm động, xin thưa không phải. Khóc xin nói với ông là: thưa ông chủ, ông có con có làm gì sai thì ông cứ đánh con. Chứ còn bây giờ ông đưa con cái tấm vải này, con không biết phải làm cái gì. Bây giờ đắp y lên người thì nó kỳ, mà tại vì cái vải này nó so với cái đồ trên người con thì nó không đáng. Thì ông này mới nói: thôi bây giờ con lấy cái đó để con chùi chân đi. Thì cô này cũng mới gật đầu, cô về cô lấy miếng vải, cô lấy miếng vải đó, cô để cô chùi chân. Thì nói để quý vị thấy là trong nhiều người thì họ rất là giàu, cho nên là cái nhu cầu của họ nó không có giống mình. Sư thì tổ chức cái khóa thiền, sư thì không có giàu, nhưng mà trong mắt mọi người thì sư chơi hơi bị sang. Quý vị ăn chưa, quý vị cũng thấy rồi. Chủ trương của sư là phải cho các vị thiền sinh ăn uống và có được điều kiện tốt nhất có thể. Cái gì mình chưa thể thì ghi nhận đó, rồi chừng nào có thể thì mình phải tạo điều kiện để cho cái người đến tu tập với mình họ có cái sự thoải mái nhất có thể. Thì khi đó các cái pháp thiền nó mới dễ dàng, nó phát sanh. Cho nên là khi mà quý vị thấy cái thực phẩm ở nơi đó đã nhiều rồi thì quý vị có thể hướng đến những cái chỗ, hướng đến những cái việc khác trong cái khóa tu, tại vì còn nhiều cái để mà phải chi lắm.